máy này 13 triệu đúng không? Cái dao này thì có phải thay thường xuyên không anh? Nói chung là mình thường thường cái gì để nó lụt lụt thì mài 3-4 tháng mài. Tức là mình bỏ ra mình mài à? Mình tháo ra còn đó. Mình tháo cứ tháo ra mài thôi. Tháo ra mình mài. Tự mài à? Mình tự mài. Cái này đấy cái máy mài tay mài. Nó có hai mặt hai nữa là mình đặt mặt nào được? Có phải thay gì nhiều không? Không. Chả... Cái loại này chắc là chắc lắm rồi nhỉ? Tuyệt đối luôn. Tuyệt đối luôn. Nói chung là từ ngày dùng ấy không trục trặc. Không được. Không trục trặc không được gì. Anh dùng mấy năm rồi? 2 năm. 2 năm. 13 triệu. Cái này nó cứ phụt ra ngoài này thôi ạ. Nghiền tất cả các loại đấy, từ cỏ. Mỗi chuối không nghiền được luôn. Mỗi chuối không nghiền được. Chuối là nó to quá. Chuối là vào cái cỏ. Vâng đúng rồi. Rồi cỏ kia cái thứ. Cỏ mía. Cỏ mía. Cây ngô này khoảng 5-6 cây à, 1 hay bác? 5-6 cây một. Nếu cái cây ngô này ấy, nếu mà nó mà tại vì cái này nó có số mà, 3 số mà. Một số to, một số nhỏ. À hai, nói chung là mình thích đâm cỡ gì cũng được mà. Có 3 số. À? Số của nó. Cái khẩn khiển đấy ạ. À? Cần khiển 3 số. Cái cây ngô khô mà cho băm tốc độ nhỏ, băm nó như chấu luôn, băm ra như chấu luôn, bỏ ăn hết. Cây ngô người ta đẩy bát rồi. Ngô này là cứ mua 200-300 nghìn một xào đấy ạ? Đấy, mình cũng mua ruộng một xào. Nhưng mà cái chỗ này là được khoảng bao nhiêu phần trăm của xào đây, một cái xe này? Xe này thì gần một xào. Gần một xào cơ à? Hôm qua là một xe nó đầy. Đầy lên luôn đấy. Thì lúc năm lúc nào nếu mà giả sử như là ở đây không có ngô thì bây giờ mình sẽ cho ăn cái gì? Mía, cỏ. Mía và cỏ. Bây giờ thì sử dụng mía cũng khá nhiều nhé. Đây là mình ủ chua đây đúng không? Đây cũng tải này đóng vào ủ chua đây á? À. Tận dụng những tải bát bia. Tải áo bia xong bắt đầu mình ủ chua đây. Chứng tỏ cái ủ chua này dễ đúng không? Dễ mà. Chỉ có cám này. Cám muối. Cám với muối với lại mật mía. Dì mật đấy. Dì mật ở đây mình mua bao tiền phần? 5.500. 5.500 à? Nhưng mà mình mua tầm đâu? Nghe chưa? Làng nhiều lắm. Làng nhiều. Nhiều lắm. Bán nhiều. Tỏ ủ chua này cái này ủ từ đầu năm rồi này. Ủ từ đầu năm rồi chưa cho ăn đến nhưng mà anh từ bỏ ra được không? Có gì đâu, bỏ cái này thì đơn giản. Ủ từ đầu năm thế bây giờ gần một năm rồi nhỉ, chưa cho ăn đến luôn, chưa sử dụng được. À, trong khi còn lâu hơn nữa. Dạ. Ở đây là toàn mới nữa. Cái này là kín luôn đấy nhỉ, bóp vào này kín 100%. Đây là cái cỏ cỏ ủ rồi. Mùi chua thơm nha. Chua thơm lắm. Đây cái máy băm cỏ ra này, nó nhỏ. À cái máy băm cỏ kia là nó ra như thế này luôn đấy. Còn rồi. Sạch nha. Khô cũng hết mà tươi cũng hết. Cứ mình cứ làm khoảng một lớp mà mình xong bắt đầu mình chỉ bỏ như nào? Mình cứ đổ vào dậm chặt. Một lớp khoảng 20-30 phân chẳng hạn. 20-30 phân xong bắt đầu một lần muối. Một lượt muối nhỏ ít thôi, một chỉ một nhúm thế này thôi. Nhúm. Xong rồi mình cho một vài cái bát ăn cơm cám đấy. Ra cám ơi. Xong lại dập chặt. À. Cho nước mật vào, lại dập chặt cứ thế, từng lớp một. Con ơi, đi về đi. Cái này nó đơn giản rồi mà, cái này thì chảo thì khó. Ủ vào túi vào ấy thì nó hay thối, mà cái riêng vào phi này thì nó tuyệt đối luôn. Chuồng trại nhà anh sạch sẽ nhỉ. Đây là anh hót phân ra luôn đây à? Hót vỏ cho người ta chiều đến người ta tổ. Có người lấy chuyên nghiệp, ngày nào họ cũng lấy. Mình có bán không hay là... Bán rồi. Sắp tới sáng nay mình cũng làm nốt trước kia. Làm được đúng rồi, 40 con nữa. Bán rộng nhỉ. Kìa bỏ hết bưởi đi đấy. Bỏ hết, đạp. Dạ. Chắc từ giờ ăn Tết cũng xuất khá khá anh nhỉ? Xuất Tết được nhiều. Ra một ít.
Cái này là anh nuôi được 1 năm rồi đây, luôn rồi đây à? Có đến 1 năm rồi. 1 năm rồi à? Nhưng con to này 1 năm hết à? 1 năm. Đẹp nhỉ, nhìn bò đẹp thế. Bò quá đẹp luôn. Chương trình dinh dưỡng như bên kia luôn đấy ạ. Cũng chỉ cho ăn ba bia, xong rồi trộn cám. Cám. Như con kia là ăn rơi tầm khoảng 3 cân cám không anh? Con đấy thì tầm 3 cân. 3 cân này. 3 cân cám với lại có sử dụng thêm cám gạo với cám mấy. Mình không cho cám nó thẳng thì mình trộn cám. Trộn cám. Trộn cám đậu. Trộn cám này. Cám ngô này, cám gạo này, sắn này. Đỗ tương giang này, luôn là nhiều loại, xương của cá này, tinh trộn vào. Cái này là giảm giá thành so với ăn ăn thẳng. Nghiền xong là bắt đầu nó phun ra luôn đấy à? Phun ra thành đống, thành đống đây. Từ đống một, xong bắt đầu mình hót đi cho trâu rồi. Cúc thì toàn cho trâu bò thôi. Người ta có cái máy. Có 5-6 tấn một giờ. Chị đưa cho em vào trong. Chỗ này trong này bao nhiêu con nữa này? 13 con. Thế ở đây là có mấy trại nuôi con như vậy? Anh em cùng nhau nuôi rồi. Cùng nhà anh Hồng nuôi rồi. Cao lắm ăn rất là sữa. Được sữa này là họ không nuôi đúng không? Không có lần về mình nuôi đúng không? Họ hiểu ra đấy. Hiểu ra mà bò này, bò sữa này có bán bằng giá bò 3B kia không? Bằng giá luôn. Sẻ có như nhau. Dạ. Cái là nó nuôi là nó nhìn nó không đẹp 3B. Không đẹp 3B. Nhìn cái bộ khung của nó to hơn nhiều đúng không? Khung to hơn. Thế thì lệ sẻ ít hơn 3B. Ít hơn. Cào chưa? Ủa. Con này nó mấy tạ đây? Con như thế này. Đây, 7 tạ. 7 tạ. 7 tạ. Nhìn hoài tráng nhỉ? Sáu con còn chán nhỉ? Con này chắc Tết chưa bán đâu. Như con giả sử là con 7 tạ này nó bán khoảng bao nhiêu? Chắc là 50 triệu. Tôi chính chứng tỏ là 8-7. Giá như mọi ngày nó chỉ rơi vào tầm 80 thôi. 80 đúng như mình con 3B thôi. 3B nó lên 90% rồi. Mà bò được. Cái này là anh nuôi được mấy năm, bao nhiêu tháng rồi? Một năm chưa? Một năm một đấy à? Tức là vào từ năm ngoái, đến bắt đầu năm nay bán. Những em này nó to nhỉ, khung to nhỉ? Bò dã man luôn. Nước à, đang nước à? Đây là bò man này. Đấy còn là bò mắt tơ. À. Bắn bò mẹ man. Bắn bò mẹ man đúng không? Bắn bò mẹ man. Giá thịt nó giống nhau luôn à? Hai con người nó bắt thôi đấy. Nó còn 3B đấy. Nhưng mà cái này là đầu tư cũng khá tiền anh nhỉ. Khả năng duy trì cái thứ là đầu tư nhiều tiền đúng không nhỉ? Con giống này không bắt đầu lại còn cho ăn uống đến cả năm. Cả năm. Cả năm. Cả năm.
Nhưng mà khi mình nuôi như thế này có hay gặp vấn đề gì không anh? Châu bò cái bệnh tật nó cũng ngoài năm nào thì tiêm phòng. Anh bệnh là anh tiêm cái loại về bệnh gì anh? Có máu và tụ huyết trùng. Không ung khí thán thứ à? Bò mình nuôi về thì thường là mình cho ăn cái bát bia nó sạch sáng. Nó sạch sáng thì sạch sáng. Không cái vaccine ung khí thán châu bò. Cái năm tiêm hai nào? Đóng máu và tụ trùng. Nuôi trùng nuôi bò không đối với nuôi bò lâu thời gian như thế này cố gắng là làm mấy cái loại vaccine đó tốt. Em từ ngày nuôi em thả các bạn nó làm cũng như tốt nhỉ. Có vấn đề gì bác là gọi tiêm giả sử như là vào này nó hay đi ăn bị say bao nhiêu bây giờ một con như thế này là ăn khoảng bao nhiêu cân bao nhiêu mỗi ngày 7-8 cân cỏ khoảng phải 20-30 cân đấy vậy. Cỏ vào này một ngày có xe kia rồi. Ngày có xe chưa? Một ngày 1 tấn. Thế bây giờ là bao nhiêu tổng bao nhiêu con? Gần ba. Quá hoành tráng. Này con phụ cũng này đúng là mất thời gian rồi. Nhưng mà công việc của mình cũng chủ yếu là làm về châu bò đây thôi đúng không? Mình có cái xe tải nhẹ nữa, khoảng đi hát rong. Hát rong. Đây cái xe này thì mình cũng đi hát rong bằng xe này à? Đi chặn vô đây có. Xe này ra công an nó bắt. Bắt chỉ ở vùng này không sợ. Vùng mình đây đấy lắm. Mình công an. Nhưng mà sợ là rất là đẹp nhưng mà ngày xưa mà làm cái ống kẽm thì bây giờ cái loại này nhìn đẹp lắm này bóng lừ luôn ống kẽm kẽm mà cái kẽm đây là kẽm mạ thôi cái loại bây giờ ống kẽm kia là càng kỳ càng bóng đấy càng kỳ càng bóng luôn sắp tới mình làm kia là mình phải làm tất rồi này đúng rồi nó không bị có cái hiện tượng đó là cái này nhẵn và cái kia nó nhẵn nhìn xuống lắm bóng lừ luôn bóng xanh luôn làm cái máng rộng nhé rộng sớm đây là bao bia bao tiền bao đây bao này mình ra nhà máy lấy 65.000 bao thì nó rơi vào tầm khoảng cũng rẻ nhờ cái bao này chắc rơi tầm khoảng 90-95 cân này 90 cân đấy là mình ô tô xe nhà lấy được nhà máy đấy à. Qua đấy cái này tại sao mình không đi nếu mà có ô tô đi giao cho những nhà khác nữa tốt chứ đó chạy để quay toàn anh em thì nhưng mà có đi giao xa cố gắng đi giao xa nữa thì bây giờ nhiều chỗ bỏ hỏi nếu mà đi giao xa nữa thì tốt họ cũng nhiều người hỏi nên mình đi là